Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi con gấp thế? Cái này là của con này, còn cái này là của Trúc này. Đấy. Mẹ, cái gì đây mà sao mẹ mua nhiều thế? Đây là vitamin chống lão hóa đấy, tốt lắm đấy. Mẹ lấy ở đâu ra mà nhiều thế này ạ? Hôm nay ở trên nhà văn hóa có bác sĩ thực phẩm chức năng về bán, nên mẹ tranh thủ lên đấy mua về đấy. Bác sĩ nào ạ? Với lại con thấy mấy cái đống đồ này làm gì có nhãn mác hay là xuất xứ cụ thể đâu. Mẹ mua nhiều thế làm gì? Mua về để mà dùng chứ mua về để làm gì? Mày hỏi đúng là vớ vẩn thật đấy. Mà này, đồ này á toàn là đồ nhập khẩu ở bên Nhật, bên Mỹ về đấy, chứ có phải hàng vớ vẩn đâu. Anh chị á không hiểu cái gì cả. Bác sĩ người ta bán á toàn là hàng xịn đấy. Mẹ này, chồng nhà con ấy không biết cái gì đâu. Để con nhận hết. Con xin. Em cất đi làm gì? Nhìn mấy cái loại này anh đã biết là hàng dởm rồi. Cái anh này, em cất đi cho mẹ vui, chứ có dùng đâu mà lo. Với cả ấy, mẹ mua là mẹ mua cho mình, anh làm như vậy mẹ buồn đấy. Lát anh hỏi thử mẹ xem mẹ mua ở đâu, còn ra xem thử nữa. Hai đứa ra ăn cơm đi, làm gì trong đấy mà lâu thế? Dạ vâng ạ. Ra ăn cơm kìa. Con mời mẹ ăn cơm ạ. Em ăn cơm đi. Con mời mẹ ăn cơm. Hai đứa ăn nhanh lên rồi gơ chiều mà đi làm. Ô, mà từ từ cái đã, chờ mẹ tí. Ta ăn cơm đi mẹ ơi. Tí nữa thì quên. Uống đi đã rồi đã hẵng ăn. Đây. Cái gì đây ạ? Thuốc bổ chứ còn cái gì nữa. Cái này á phải uống trước khi ăn thì nó mới tốt. Đây, uống đi. Thôi con không uống đâu. Anh lại chê thuốc tôi mua chứ gì. Ý con không phải là thế. Thôi mẹ ạ, anh ấy không uống thì để con uống cho. Đúng rồi đấy, nó không uống á thì con uống hết đi. Thuốc tôi đã tốn tiền mua rồi, lại còn chê ỏng chê ẻo nữa. Được rồi, thôi cả nhà mình ăn cơm đi, không nguội hết. Mẹ lại có sữa cơm cho ạ. Mà thôi, em để anh dọn cho. Cũng muộn rồi, đi làm đi. Anh. Sao thế? Hay là anh đừng có hỏi mẹ nữa, em thấy mẹ giận lắm. Mẹ già rồi, hay tham những cái đồ bồ rẻ. Lần này mà không cản thì lại có lần sau đấy. Nhưng mà em thấy mẹ giận lắm, sợ anh nói nữa mẹ. Em yên tâm, anh biết cách hỏi làm sao để mẹ không giận mà. Mà thôi, cũng muộn rồi, em vào thay đồ đi làm đi. Đấy, mải nói chuyện suýt nữa thì muộn làm. Thế anh dọn hộ em nhá. Mà anh ở nhà nói chuyện lựa lựa với mẹ thôi, nói chuyện nhẹ nhàng thôi đấy. Mẹ có tuổi rồi, mẹ dễ cáu lắm. Anh biết rồi. Anh Cường ơi. Trúc, em không đi làm à? Em đang đi thì đau bụng giữa đường, phải quay về. Anh mau mau đỡ em với, em bủn rủn chân tay không đứng nổi nữa rồi. Em sao thế? Tôi chết rồi, nóng quá này. Hay là em bị say nắng? Em không biết nữa. Được rồi, đẩy đỡ em vào giường. Chậm thôi. Em đau bụng quá. Em đau lắm à? Hay là đẩy đưa em đi viện nhá? Anh đưa em đi viện đi, chứ em không chịu nổi nữa rồi. Ôi trời ạ, nó bị làm sao thế này chứ? Vợ con bị đau bụng, bây giờ con phải đưa vợ con lên viện đây. Đi viện làm gì? Uống cái này vào là khỏi ngay đấy. Cái gì đấy mẹ? Thuốc này là thuốc dạ dày, tốt cho tiêu hóa đấy. Thôi. Mày làm cái gì thế hả? Mày có bị điên không? Vợ con đã biết bị làm sao đâu, mà mẹ cho uống cái thuốc linh tinh này. Nếu chẳng may bị làm sao thì sao? Mày á, mày cứ nói linh tinh cái gì. Thuốc này là thuốc bổ đấy,
bác sĩ khuyên mà mẹ có nghe đâu. Con nói hoài mà mẹ không tin. Mà mẹ mua cho thuốc này hết bao nhiêu tiền đấy? Hết có 5 triệu chứ mấy. Còn ít nha, bà Lan á, còn hết gần 10 triệu cơ đấy. Mẹ... Anh Cường, em đau bụng quá. Thôi, chuyện này để nói sau. Mẹ giúp con đưa vợ con lên viện đã. Thôi, đưa nó đi viện đi, chứ mẹ thấy nó yếu lắm rồi. Đi nào vợ. Kia là bác sĩ mà mẹ bảo đấy á. Đúng đấy, anh kia là bác sĩ đấy. Con thấy chưa chắc đã là bác sĩ đâu. Nói vớ va vớ vẩn, người ta có bằng cấp đàng hoàng đấy. Thôi rồi, mẹ cứ đứng đây chờ con một tí. Lát nữa con quay lại nhá. Đang giờ nghỉ trưa, anh ta mua thuốc hả? Tôi không tới để mua thuốc. Không mua thuốc thì tới đây làm gì? Sáng nay mẹ tôi có mua thuốc ở chỗ các người mang về cho vợ tôi uống. Vợ tôi uống xong ấy thì bị đau bụng rồi nhập viện rồi đây. Các người tính xử lý thế nào đây? Liên quan gì tới chúng tôi? Liên quan gì tới chúng tôi? Này, vợ tôi uống thuốc của các người nên bị đau bụng. Thế mà các người lại bảo là không liên quan à? Cậu nói chuyện buồn cười thế nhỉ? Cậu có bằng chứng là do thuốc của chúng tôi không? Nhỡ đâu vợ anh mắc bệnh từ trước, uống thuốc chúng tôi vào mới phát hiện bệnh đấy chứ. Đúng đấy, mà chắc gì mẹ anh đã mua thuốc của chúng tôi, nhỡ đâu mua thuốc của người khác rồi lại đổ cho chúng tôi làm sao? Chúng mày được lắm. Này, tính nói cái gì đấy hả? Có tin nói một lần nữa tôi đưa anh lên phường vì tội bôi nhọ danh dự người khác không? Chúng mày có dám không? Đi lên luôn, lên để kiểm tra xem thuốc của chúng mày có vấn đề hay không hả? Làm sao? Mày muốn như nào? Thôi, cho mẹ xin. Các anh, con trai tôi nó dại, nó nói luyên thuyên, chứ nó không biết cái gì đâu. Các anh đừng có chấp nó làm gì. Này, bà coi là thằng con trai của bà đi. Tự dưng ở đâu chạy tới đây phá rối chuyện làm ăn của người ta. Có tình tôi cho hai mẹ con lên phường luôn không? Anh nói thì hống ếch. Này, bây giờ mày muốn như nào? Thôi, Cường, mày đi về ngay cho mẹ. Đừng ở đây gây sự vô cớ với người ta nữa. Nhưng mà con... Còn cái gì mà con? Đi về. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Thôi, các anh thông cảm. Tôi xin lỗi các anh. Tạm đi về. Đúng là hãm. Mày đã thấy đủ mất mặt chưa hả? Nhớ mày cái chúc, nó không bị do thuốc mà bị cái khác thì sao? Mày cứ đi tìm người ta mà gây sự làm gì chứ? Thôi, liệu đi vào mà chăm vợ đi. Khi nào có chứng cớ thì hãy nói. Còn không á, đi tìm người ta chỉ thiệt thân thì con ạ. Cháu chào bác. Hai mẹ con đang làm gì đấy? Bác đến chơi hả cháu? Cháu nghe Trúc nhập viện nên là cháu sang đây thăm Trúc. Vậy cháu ở đây chơi nhá. Cô đi nghỉ đây. Dạ vâng, cô vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Cường này, cầm lấy quà anh mang sang để tẩm bổ cho Trúc đấy. Chỗ anh em với nhau cả, quà cáp làm gì cho mệt người ra. Chú kỹ tính, chẳng lẽ anh sang đây thăm lại đi tay không à? Mà vừa nãy anh đến đây cũng nghe câu chuyện, hai mẹ con chú có việc gì mà căng thẳng thế? Em cũng khổ tâm lắm. Mà thôi, anh vào nhà ngồi uống nước, có gì em kể cho anh nghe. Đi. Đấy, chuyện là thế đấy. Anh xem có vô lý không chứ? Không ổn, như vậy là không ổn rồi. Em cũng muốn làm cho ra lẽ lắm, nhưng mà em cũng đuối lý thật. Đi. Đi đâu à? Anh đưa chú đi tìm bằng chứng. Chú quên anh là công an à? Thật không ạ? Thật chứ sao không? Tiện thể anh muốn lập công luôn. Đi. Vâng ạ. Em đã đem mẫu xét nghiệm của vợ em đến bệnh viện lớn để họ kiểm tra rồi. Muộn nhất chiều nay sẽ có anh ạ. Không điều tra thì không biết, điều tra rồi mới biết bọn này đã làm nhiều vụ và đã chót lọt nhiều lần. Nhưng mà bọn này nay lừa làm này, mai lừa làm khác. Làm cách nào để bắt được bọn chúng bây giờ anh? Bọn chúng đã chạy được không ít lần, chứng tỏ bọn này có rất nhiều đồng phạm. Hay là thế này, mình lừa chúng đến hang ổ của mình.
Thôi, bây giờ cứ như vậy nhá. Dạ vâng, chắc bây giờ em không phải về đón vợ em đây. Hôm nay vợ em xuất viện anh ạ. Thôi, giờ cậu về đi. Nhớ là đi đường cẩn thận đấy. Mà cho tôi gửi lời đến cô Trúc nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ này, con biết sai rồi, mẹ đừng giận con nữa. Biết trước có phải tốt không? Thế cái Trúc nó làm sao rồi? Vợ con nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Mẹ ơi, thật sự lần này là do con sai, con muốn xin lỗi người ta. Hay là mẹ bảo người ta cho con mua thêm thuốc nhá, lần này con mua số lượng lớn luôn. Có thật như thế không? Hay là con định tính làm chuyện gì nữa đây? Con cũng đang tính thế ạ. Vậy để mẹ đi nhá. Thế nào rồi? Thôi xuôi rồi anh ạ. Bây giờ anh ra ngoài kia núp tạm đã. Cường ơi! Mọi người đến ở đây con này. May cho anh nha, hàng đợt này hút lắm đấy, còn mấy thùng tôi giao nốt cho anh đấy. Cảm ơn các anh nhá, mà các anh cho tôi xin lỗi chuyện lúc trưa. Có gì đâu. Mà mua hàng nhiều này, không tính cọc à? Nó nói cũng đúng đấy, anh lấy hàng hơi nhiều, cho nên là... Có, tôi cọc trước 1,5 triệu nhá. Vậy cũng được. Tôi gửi. Này, làm cái gì vậy? Có chuyện gì này chứ? Chúng mày làm gì đây? Buông tao ra, không tao gọi công an đấy. Tôi là công an đây, các người đã bị bắt rồi. Đừng cố chống cự nữa. Đồng nghiệp của tôi đã bao vây ở đây rồi. Tôi đã có đủ bằng chứng để kết tội các người. Bây giờ các người càng chống cự thì tội càng nặng đấy. Lời nói của các người sẽ là bằng chứng trước tòa. Trời ạ, chuyện này là như thế nào hả? Hai tên này là đa cấp, chuyên lừa đảo những người già thiếu kiến thức để bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc mẹ ạ. Bọn chúng đã lừa rất nhiều người rồi. Nếu mẹ không tin ý, ngày mai mẹ lên công an, anh Bắc sẽ giải thích rõ. Trời ạ, 5 triệu của tao đúng là thằng khốn. Ây ạ, chính là được lừa hại chết cả con dâu tao nữa. Thôi mẹ, bọn chúng ý, sẽ bị pháp luật trừng trị thôi. Đi, theo tao lên đồn. Thả tôi ra. Ơ kìa mẹ, mẹ đi đâu đấy? Mẹ đi nói cho bà Lan, không khéo bảo uống hết cả lọ rồi đấy, với lại mấy bà khác nữa. Bây giờ có khi các bà ấy bị lừa rồi tiền mất tật mang nữa.